cho thầy được bao lâu rồi? À, cái này á hả, chị phải hỏi chồng của chị đó chứ sao em biết. Anh lúc nào cũng về nhà ăn cơm hoài à. Bộ em không phải là nhà của anh hả? Thì em là nhà của anh mà. Nhà của anh đó thì anh phải đi ăn với em chứ. Bây giờ anh gọi điện về nhà, anh nói là anh đi ăn với khách hàng, đúng không? Chị sợ em như vậy là đúng rồi đó. Vị trí vợ hiền dâu thảo của chị sắp mất rồi, cho nên bây giờ chị gặp em chị phải lủi thủi như vậy. Biết điều đó. Bộ sản phẩm tăng chiều cao Fitin hiệu quả nhờ chứa bộ 3 canxi nano, vitamin D3 và MK7. Muốn kiểu làm dâu á, vừa chửi tan tành luôn, nhắn tin Facebook cho em á đó, kiểu vậy đó. Mà nhiều lắm. Nhắn tin vậy xong rồi cái nhiều khi em quay cái clip của bên hậu trường của Muốn Kiểu Làm Dâu lên, nó kêu trời cái con này đó, ta ghét nó từ trong phim lẫn ngoài đời, ta ghét con nó dai nó, xong rồi vừa ngoài đời ta nhìn nó ta cũng ghét nữa. Dạ, thành công rồi đó. Có nghĩa là người ta nhìn em ngoài đời ta cũng ghét nữa. Ngoài đời luôn. Xong em đang livestream bán hàng á anh. Bay vô kêu cái con giật chồng người ta, đồ không thấy biết nhột rồi, mặt dài rồi nè. Ồ chị thấy buồn lắm em, không hiểu sao mà anh vừa mà vô cái ve này nữa. Thấy chắc là hợp ve lắm ai vậy cũng biết nữa. Ủa chị Uyên, chị đâu đây? Nè, sao lúc trước chị nói với em á là anh Bình yêu chị lắm mà. Yêu nhau lắm thì phải đi cùng với nhau chứ sao đi một mình vậy chị? Sao vậy, sợ em hả? Chị sợ em như vậy là đúng rồi đó. Vị trí vợ hiền dâu thảo của chị sắp mất rồi, cho nên bây giờ chị gặp em chị phải lủi thủi như vậy. Biết điều đó. Bác sĩ nói sức khỏe của Châu không được khỏe, đừng uống rượu nữa. Nè, chỉ cần uống hết số thuốc này sẽ ổn lại thôi. Anh về trước đi. Anh có biết tại sao em uống rượu không? Vì em buồn nên em mượn rượu để giải sầu thôi. Em biết là anh với chị sắp có con, chị kể cho em nghe hết rồi. Vậy là từ giờ em với anh á không còn gặp mặt nhau nữa. Không lẽ anh không uống với em một ly được sao? Coi như ly này á làm cảm ơn anh thời gian qua đã quan tâm và lo lắng cho em. Châu à, anh không muốn uống. Mình lớn lên với nhau từ nhỏ, có cả một khoảng thời gian bên nhau rất là hạnh phúc. Vậy mà từ giờ mình không gặp mặt nhau nữa, anh uống với một ly cũng không được hả? Nửa đêm rồi mà còn chưa chịu về. Ôi, đã vậy còn không chịu gọi điện thoại về nữa chứ.
Cô có chuyện gì thì nói liền đi, đừng dây dưa mất thời gian nữa. Cái gì cũng phải từ từ chứ chị. Chị làm cái gì mà gấp gáp quá vậy? Lúc trước em nhớ chị chịu đựng giỏi lắm mà. À, hay là bây giờ có Barbie rồi, cho nên thay đổi nội tiết tốt, làm cho con người của mình trở nên nóng tính hơn. Chồng chị gọi kìa, sao chị không nghe đi? Em với chị cùng nghe nha. Em không đợi anh được đâu, anh đã tới quá trễ rồi, cho nên em sẽ nói tất cả sự thật cho chị Uyên nghe. Châu, Châu, không được vậy, Châu. Cái này là gì đây? Chị coi đi rồi chị sẽ hiểu thôi. Cái này là... Và đây là chủ nhân của nó. Chị thấy rõ không? Em zoom cho rõ nha. Nè, chồng của chị á. Không phải, anh mình không bao giờ làm chuyện này hết. Không bao giờ. Không bao giờ làm chuyện gì? Bao giờ cái bụng của em nó như vậy đó. Chị quên rồi hả? Cái hôm mà anh Bình đưa em đi bệnh viện, sau đó đưa em về nhà, và sau đó nữa là em với anh uống rất là nhiều rượu với nhau. Và sau đó đó nữa thì xảy ra chuyện gì á thì chị tự hiểu đi. Cái thai được bao lâu rồi? À, cái này á hả, chị phải hỏi chồng của chị đó chứ sao em biết. Hôm nay phòng em có chuyện gì vui mà mời anh tới đây vậy? Dạ, em thay mặt cho phòng của mình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh vì thời gian qua anh đã giúp cho phòng của tụi em phát triển rất là tốt. Tụi em khách sáo quá. Dạ, tụi em cũng có một món quà nho nhỏ để gửi tặng tới anh, hy vọng là anh sẽ thích nó. Anh cảm ơn em. Dạ. Khoan ạ, trước khi tặng á thì mình phải chúc mừng chứ. Em chúc anh là càng ngày càng phát triển, ngày càng thành công, và đặc biệt là luôn nhớ có tụi em bên cạnh anh để hỗ trợ cho anh. Cảm ơn mấy đứa tụi em nhiều lắm. Dạ. Rửa tay. Dạ, mời anh ngồi ạ. Rồi. Dạ, tụi em đã chuẩn bị rất là nhiều đồ ăn, hy vọng là anh sẽ thích. Cảm ơn. Rồi. Dạ, em cũng xin. Thôi, được rồi. Ở đây có một mình anh là đàn ông à. Đây, để anh mời em nè. À. Rồi, anh mời em nè. Đó. Dạ. Anh mời em. Cảm ơn anh. Đây. Nâng ly lên. Bây giờ á, anh xin được chúc cho phòng của tụi em ngày càng làm việc thành công và hiệu quả hơn nữa. Dạ. Mời mọi người nha. Dạ, anh Dung Quý ạ. Bà sao vậy? Tôi xin lỗi bà nha. Tôi có chuyện gấp phải đi rồi. Có gì bà cứ ăn tự nhiên nha. Tôi sẽ thanh toán hết cho. Ê, tôi đi nha. Ê. Dạ, anh thấy sao anh? Dạ, chào chị ạ. Anh. Chào mọi người. Em tìm anh hả? À, em thấy nhớ anh quá à, nên định ghé công ty đón anh về sớm. Ông xã của em hôm nay làm việc chắc mệt rồi ha. Mình ra ngoài tâm sự xíu nha. Đi.
làm việc tiếp thôi. Em làm cái gì vậy Quỳnh? Em bỏ tay anh ra coi. Ở đây là công ty đó, em làm mất mặt anh quá vậy. Anh nói anh dứt khoát với cô ta. Như vậy là sao chứ hả? Bộ muốn cả công ty này biết hai người đang cặp bồ với nhau hay sao? Trời ơi, thiệt tình đó, anh đâu có rảnh đâu mà làm mấy cái chuyện này. Thế nhưng mà anh muốn dứt khoát với em á, thì anh cứ nói thẳng với em một tiếng. Anh không cần phải ở sau lưng em mà tốn công tốn sức làm mấy cái trò này đâu. Anh làm cái trò gì? Cái này là có ai chụp lén anh nè. Chứ đâu có chuyện gì mà anh với Linh phải thể hiện cái điều này ra trước mặt mọi người đâu. Đó là cái tiệc ăn mừng của team Linh. Rồi mọi người mời anh tới chi vui. Thì anh thay mặt ban giám đốc, anh tên chúc mừng thì bây giờ Linh tặng bóng cho anh thôi chứ có cái gì đâu mà. Nói như vậy là mọi chuyện do cô ta bày ra hết chứ gì. Cô ta phiền quá như vậy. Được rồi, để em đuổi cô ta ra khỏi công ty. Em làm cái gì vậy? Em bình tĩnh lại đi. Để chuyện này anh giải quyết cho. Anh sẽ giải quyết một cách ổn thỏa, em yên tâm. Em ra mặt như vậy mọi người biết, rồi mọi người đàm tiếu chuyện gia đình mình thì sao? Anh lúc nào cũng nói em như vậy đó. Là cô ta cố tình hết lần này đến lần khác không kích em. Trong khi em á là vợ chính thức của anh. Mà anh lại cứ đi bên người ta, anh nhẫn nhượng người ta. Thôi, được rồi. Bây giờ chuyện này mình không nói ở đây. Về nhà đi. Anh sẽ giải thích rõ ràng cho em nghe. Anh đừng có coi em là đồ ngốc trong cuộc đời của anh nữa được không? Em xin anh á, đừng có lừa dối em nữa, đừng có gạt em nữa. Anh khẳng định lại với em một lần cuối là anh chưa và sẽ không bao giờ yêu cô ta. Anh chỉ có một mình em thôi. Còn cái chuyện cô ta hành xử với em như thế nào để anh cần, và anh sẽ khiển trách cô ta, em yên tâm. Còn có lỗi thì làm sao có khỏi chứ. Bây giờ anh giải thích đi, tại sao có tấm hình mà anh gấp tới các cho người ta? Anh rõ ràng là anh biết người ta rất là yêu anh mà anh làm như vậy. Trời ơi, cái chuyện gấp thức ăn. Bây giờ anh nói ra điều này không phải là để anh biện minh cho anh nha. Team của Linh là ba người phụ nữ, một mình anh đàn ông. Mà trong bữa tiệc ai cũng gấp thức ăn cho anh hết. Anh lịch sự anh gấp lại ba cho ba người. Mà tại sao không chỉ có cái tấm hình anh gấp thức ăn cho Linh không? Bây giờ em không tin đúng không? Em cứ tới quán ăn có camera đó, hình ảnh nó còn trong đó đó, em tới kiểm tra đi. Nói tới nói lui là anh chỉ biện hộ cho hành động của anh thôi à. Nếu em cứ như vậy hoài thì anh không còn cái gì để nói với em hết. Thời gian này em chịu khó đừng có liên lạc với anh nha. Có chuyện gì á thì anh sẽ nhắn tin cho em. Khó khăn lắm, anh mới giải quyết xong chuyện căng thẳng vừa rồi đó. Bây giờ Quỳnh không còn tin tưởng anh nữa, cho nên mình cần phải cẩn trọng hơn. Anh lúc nào cũng nghĩ cảm xúc của chị ta không à? Có đâu. Cảm xúc của em thì sao? Nếu như em buồn á thì em cứ việc đi chơi với bạn và bè, cứ đi mua sắm nha, nghe lời anh đi mà. Trong thời gian này em đừng có bứt dây động rừng, anh có cách tự giải quyết. Muốn đạt được mục đích thì phải chịu khó hy sinh một chút chứ. Em không phải cần cái này đâu. Anh hiểu mà. Cái em cần là anh kìa. Anh biết. Chán quá à. Vậy là từ nay anh sẽ lạnh lùng với em hả? Nghĩ tới thôi là thấy buồn rồi đó. Không có mà. Thôi nha, đừng có suy nghĩ nhiều nha. Anh, vậy là từ nay về sau á, mình lên công ty, anh nhìn em, anh đối xử với em lạnh lùng, rồi vô tâm với em đúng không? Em đừng có suy nghĩ nhiều quá, làm gì có. Vậy thôi bây giờ anh bù đắp cho em đi. Hay là hôm nay á mình đi ăn cái gì đó để hâm nóng tình cảm nha. Để lúc khác được không em? Tại vì bây giờ anh phải về nhà ăn cơm. Anh lúc nào cũng về nhà ăn cơm hoài à. Bộ em không phải là nhà của anh hả? Thì em là nhà của anh mà. Nhà của anh á thì anh phải đi ăn với em chứ. Bây giờ anh gọi điện về nhà, anh nói là anh đi ăn với khách hàng, đúng không? Rồi đi mà. Anh mà không đi á, mai mốt em nhớ anh quá em chịu không nổi là em sẽ tới nhà của anh tìm anh á. Khùng hả?
Rồi đi ăn đi, không là em đi thiệt á. Rồi. Em biết chỗ nhà hàng này á ngon lắm, hợp khẩu vị của anh nữa. Chị nha. Chờ em xíu, em đi thay đồ. Anh, xem bản hợp đồng này giùm em đi. Tôi yêu cầu cô đứng xích ra đi. Anh sao vậy? Em chỉ đưa hợp đồng thôi mà. Đưa hợp đồng cũng phải có khoảng cách chứ. Tôi yêu cầu cô Linh ra trước bàn đứng. Dạ. Một lần nữa, tôi nói cho cô biết, ở đây là công ty, làm gì làm cũng phải có khoảng cách, ý tứ một chút. Hơn nữa, tôi đã có gia đình rồi, tôi không muốn vợ tôi phải buồn. Dạ, xin lỗi phó giám đốc, từ nay về sau em sẽ giữ khoảng cách ạ. Nhớ đó, tôi nói lần này là lần cuối cùng đó. Đi rồi, đi rồi. Anh á. Gì vậy? Lỡ quay lại sao? Mới lại cái gì mà quay lại? Nhìn mặt như vậy mà sợ vợ ha? Sợ cái gì đâu, tôi không muốn thêm rắc rối thôi, hiểu không? Mà nè, diễn hay hơn diễn viên luôn á. Thôi nè nè, xong rồi ra ngoài đi. Không, ra đi gì mà ra. Anh, dặn với em đi. Không được, công việc anh còn nhiều lắm. Đi đi đi. Ờ, chết rồi, bà tới. Bà lại kìa, bà nói. Em không sợ, anh đừng có xạo em. Đi đi, còn nhiều việc lắm, đi đi nha. Đi đi, anh thương nha. Em một mình không có vô. Thôi mà, lâu lâu mà. Thương nè. Đi á.